một bạn xe máy xúc màu xanh nước biển các bạn ơi. Bạn xe máy xúc đang múc cát để đổ vào cho bạn xe ô tô tải màu xanh lá cây này bạn này. Xe máy xúc, wow, múc đầy nhanh ghê, đi thôi. Bạn xe ô tô tải chở cát, đây là bạn xe ô tô Jeep màu đỏ nha các bạn. Bạn ấy vừa đi vừa hát này, bạn ấy rất là vui này. Đây bạn xe ô tô tải cũng đang đi, bim 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 bim. Oh no, hai bạn bị va chạm vào nhau rồi các bạn ơi. Ôi, bạn ô tô Jeep màu đỏ còn bung cả lốp xe ra rồi. Ôi không, thật nguy hiểm. Bạn xe máy xúc đến giúp đỡ các bạn ạ. Ô không, tôi sẽ giúp đỡ bạn nha. Bạn ơi, bạn có sao không? Ôi, bạn xe máy xúc đồ chơi đang cố gắng hết sức để kéo bạn xe ô tô màu đỏ đứng dậy các bạn ạ. Để tôi sẽ gọi bạn xe cần cầu đến. Cần cầu đến đây, ô tô tải cần cầu đến đây. Wow, một chiếc xe ô tô tải đồ chơi cần cầu màu vàng các bạn ơi. Bạn ấy đang hạ cái cần của mình xuống để chuẩn bị cứu hộ cho bạn ô tô đỏ ấy các bạn. Wow, chiếc cần thì kéo dài ghê. Rồi, bạn xe máy xúc đang đẩy bạn ô tô vào chỗ xe bạn cần cầu. Yeah, cố lên. Nào, móc vào cần cầu. Yeah, lên nào. Yeah. Đã móc được bạn xe ô tô màu đỏ lên xe cần cầu rồi. Chúng ta bây giờ cùng chở bạn ấy về trung tâm cứu hộ thôi. Đi nào. Ôi, nguy hiểm quá. Còn vẫn còn một chiếc lốp xe của bạn ô tô đỏ này. Mình sẽ cùng nhau trở về nha. Đi thôi. Ô tô tải đi thôi. Bim 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 bim. Xe ô tô cần cầu đã chở bạn ô tô đỏ đến nơi để sửa chữa rồi các bạn ạ. Ôi không, chiếc bánh xe bạn bị rời ra này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giúp bạn ấy sửa chữa lắp ráp lại nha. Dùng chiếc tô vít này ở bạn này. Xèo, xèo, xèo. Rồi, chúng ta dùng chiếc đũa này gõ lại cho chắc hơn nha. Ping, 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 ping. Yeah. Vậy là bạn ô tô đỏ lại đi được bình thường rồi. Cảm ơn bạn cần cầu.